Mỹ lần đầu tiết lộ chi tiết về kế hoạch dùng F-35 chống Trung Quốc. Theo Defense One đưa tin, các quan chức không quân Mỹ đã lần đầu tiên công khai nói về kế hoạch sử dụng tiêm kích tàng hình F-35 GSF nếu xảy ra chiến tranh với Trung Quốc. Cách nhìn nhận chưa từng thấy. Nếu triển khai máy bay chiến đấu thế hệ 4, F-15 hoặc F-16 tới đó, chúng sẽ không thể sống sót. Thiếu tướng Jeff Người xây dựng các hoạch trang bị F-35 cho toàn bộ lực lượng không quân cho hay. Trong bản báo cáo mới do Viện nghiên cứu không gian vũ trụ công bố hôm thứ năm tuần trước, ông Harry Jean cùng với đại tá Max Krokos, phó giám đốc các hoạt động không quân và không gian mạng tại Bộ chỉ huy các lực lượng không quân Thái Bình Dương ở Hawaii, đã tiết lộ chi tiết chiến lược sử dụng F-35 nếu xảy ra chiến tranh. Theo chúng tôi, điều này phụ thuộc vào khả năng tiêu diệt mục tiêu và sống sót, ông Harry Jane nói. Các quan chức không quân Mỹ thường nói rằng công nghệ tiên tiến trên F-35 và các máy bay khác sẽ mang lại lợi thế trên chiến trường, tuy nhiên bản báo cáo này đã trình bày cách nhìn nhận chưa từng thấy của một quan chức cấp cao về chiến lược sử dụng F-35 trong chiến tranh. Cuộc chiến giả định 2026. Trong cuộc chiến tranh giả định vào năm 2026, đối phương tìm cách gây nhiễu các tín hiệu radar và radio của Mỹ, yếu tố quan trọng cho phép các chiến đấu cơ tàng hình như F-22 và F-35 cùng máy bay ném bom tàng hình B-2 và B-21 di chuyển an toàn và tấn công các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống tên lửa đối đất, đối không di động. Lầu Năm Góc sẽ bố trí dàn trại máy bay chiến đấu xung quanh Thái Bình Dương với từng nhóm nhỏ tới các sân bay quân sự và dân sự. Nó cách xa chiến trường 1.000 dặm để ngăn tên lửa đạn đạo và hành trình của thối phương tấn công, hủy diệt căn cứ. Hiện nay, Lầu Năm Góc có xu hướng tập trung phần lớn máy bay của họ tại các siêu căn cứ trong khu vực. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột, F-35 thỉnh thoảng trở về căn cứ của chúng và phát hiện ra rằng một số đã bị hư hại nặng do các đợt tấn công bằng tên lửa của đối phương. Những chiếc F-35 có phải chuyển sang sân bay dân sự vào thời điểm này? F-22 và F-35 sẽ không cần tới nhân viên kiểm soát không lưu, bởi hệ thống máy tính công nghệ cao sẽ dẫn đường cho chúng tới đường băng ngay cả khi trong thời tiết xấu. Ông Harrison và Marshall viết trong kịch bản chiến tranh của họ. Các máy bay chiến đấu thế hệ cũ hơn như F-15 và F-16 dễ dàng bị radar đối phương phát hiện hơn nên phải bay cách xa chiến trường hơn, thoát ra ngoài tầm bắn của các tên lửa đất tối tân, không ngoài tầm xa nguy hiểm. Bản báo cáo không nêu rõ tên đối phương ở đây là Trung Quốc. Thay vào đó, các tác giả mô tả cuộc chiến diễn giả diễn ra tại một khu vực trọng điểm ở nước ngoài, trong đó đề cập chi tiết tới tình huống F-35 và chuyển sang căn cứ ở Australia. Theo Defense Ones, chỉ Trung Quốc và Nga có máy bay chiến đấu thế hệ 5 và các hệ thống phòng không tiên tiến để buộc Mỹ triển khai F-35 đối phó, trong khi đó Nga nằm ngoài phạm vi mô tả trong báo cáo. Australia dự kiến sẽ vận hành các chiến tích F-35 đặt mua từ Mỹ trong tương lai gần và có thể sửa chữa bất cứ chiếc F-35 nào của không quân Mỹ bị hư hại trong chiến đấu. Tuy nhiên, cũng theo Defense One, các tình huống tương tự có thể được áp dụng trong cuộc chiến với Nga. Để chiến thắng được cuộc chiến tranh tương lai, theo Harry Sheean và Max Rocco, có rất nhiều thứ cần phải thay đổi trong cách lầu năm gốc triển khai máy bay. F-22 và F-35 phải bay thực hiện nhiệm vụ thường xuyên hơn các máy bay quân sự khác hiện nay. Khác với phần lớn các nhiệm vụ thông thường, chúng sẽ tiếp nhận thông tin mục tiêu từ trung tâm chỉ huy thông qua hệ thống máy tính công nghệ cao và vào các thiết bị liên lạc trên đường bay tới chiến trường. Ngoài ra, khả năng kết nối giữa các máy bay với máy bay cũ cũng cần được dần cải thiện. Theo đại tá Marosco, không quân Mỹ cần triển khai chiến đấu cơ F-22 và F-35 từ các căn cứ trên lãnh thổ đất Mỹ với tốc độ nhanh hơn do đối phương có thể di chuyển các phương tiện chiến đấu của họ xung quanh chiến trường. Và sau khi được triển khai, các máy bay này sẽ phải hành động với ít thiết bị và ít người hỗ trợ hơn. Các máy bay chiến đấu thế hệ 5 cần phải thu thập rồi truyền dữ liệu tới trung tâm chỉ huy và các máy bay khác nhanh chóng hơn. Mục tiêu của bản báo cáo này là nhằm thúc đẩy một cuộc thảo luận về cách thức sử dụng mẫu máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ trong chiến đấu, kết hợp với các chiến đấu cơ cũ hơn của họ và lực lượng liên minh. Khái niệm thế hệ 5 dùng để chỉ các máy bay có khả năng tàng hình, máy tính công nghệ cao và các cảm biến tiên tiến cho phép chúng hoạt động như một tiền vệ trên chiến trường, thu thập dữ liệu, chia sẻ thông tin tình báo và thông tin về mục tiêu với các máy bay khác thời điểm bản báo cáo này được đưa ra cũng rất đáng chú ý khi không quân Mỹ dự kiến sẽ tuyên bố khả năng sẵn sàng chiến đấu của phi đội F35 đầu tiên trong khoảng tháng 8 đến tháng 12 thủy quân lục chiến của Mỹ đã tuyên bố khả năng sẵn sàng hoạt động của F-35 vào năm ngoái, nhưng vẫn chưa sử dụng chúng trong chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hay tại Afghanistan và châu Phi, nơi quân đội Mỹ đã oanh tạc các thành trì của đối phương trong những năm gần đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết những suy nghĩ của bạn bằng một dòng comment nhé. Và đừng quên bấm subscribe kênh để đón chờ những tin tức quân sự tổng hợp mới nhất theo tạp chí james tập đoàn vũ khí ba system đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường việt nam phó chủ tịch phụ trách khu vực đông nam á của ba system nick Clover, tiết lộ với tạp chí james rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá việt nam cũng như các cơ hội tiềm năng